Make up là công việc không hề đơn giản và rất tốn thời gian. Nếu không có kỹ năng thành thạo, bạn có thể biến gương mặt mình thành thảm họa. Vậy có cách nào để luôn nổi bật mà không cần đến make up không? Có chứ, đấy chính là phun son thẩm mỹ. Việc tạo dáng lông mày không nhất thiết là mình phải đi theo xu hướng, mà quan trọng là phải kết hợp làm sao cho tạo được cái dáng lông mày phù hợp với cả gương mặt của mình. Kết hợp cùng với phun mí mở tròng sẽ làm cho đôi mắt của bạn to, tròn. Kết hợp với phun môi làm cho khuôn mặt của mình tỏa sáng hơn. Thời gian phun son sẽ mất khoảng từ 30 đến 50 phút và kết quả sẽ duy trì được khoảng từ 2 đến 3 năm. Các bạn nhìn thấy khách hàng của tôi khi mà làm xong ấy, các cái đường nét nó sẽ rất là rõ và nhìn khuôn mặt sẽ rạng ngời hơn và sẽ không tốn thời gian make up. Đến với viện thẩm mỹ bác sĩ Điền và gặp gỡ chuyên gia phun son giàu kinh nghiệm đã từng tu nghiệp tại Thái Lan để sở hữu vẻ đẹp hiện đại và cá tính thôi nào.